Dạ Ngọc chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Dạ hôm nay Ngọc chia sẻ với cả nhà mình một món đó là mực xào hắc xì dầu. Thì Ngọc có chuẩn bị là mực hai con và một củ hành tím, hành lá, gừng, tỏi, ớt khô, gia vị đi kèm thì muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu, dầu hào, nước tương, bột bắp, hắc xì dầu. Bây giờ Ngọc mời cả nhà vào bếp làm với Ngọc món này nha. Thì bây giờ mực thì Ngọc đã sơ chế nó rồi, bây giờ mình chỉ sắc nó ra thôi nha cả nhà. Tại vì Ngọc không muốn làm mất nhiều thời gian cho nên là Ngọc đã sơ chế cái mực rồi, bây giờ là mình chỉ cắt mực ra thôi thành từng miếng nhỏ vừa ăn thôi. Thì cả nhà ơi, sắc mực thì cả nhà mình ăn như thế nào thì sắc như thế đó ha. Còn Ngọc ăn như nhà Ngọc ăn như sao thì Ngọc sẽ chia sẻ và sắc y chang như vậy luôn. Nhưng mà Ngọc thấy sắc vậy á, nó vừa đẹp cái miếng mực của mình nè, mà món ăn của mình là vừa ngon vừa đẹp nữa. Thì bây giờ Ngọc sắc như vậy rồi Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình ha. Còn riêng cả nhà mình thì thích sắc sao thì tùy ý hết cả nhà. Đó, sắc sao hiển nhà mình ăn được thì mình sắc thôi, mình làm thôi cả nhà ơi. Đó, thì bây giờ Ngọc sẽ sắc như vậy nè. Rồi, miếng vừa ăn như thế này. Đó, như vậy nè cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc sẽ cho ra cái dĩa nha. Rồi mình sẽ để mực qua một bên nha cả nhà. Thì bây giờ Ngọc sẽ đi pha nước sốt ha. Thì một vá nước lọc nè, nửa vá nước tương loại lạc. Những cái gia vị lúc nãy mình chuẩn bị đó mình hòa lại với nhau ha. Rồi hắc xì dầu, rồi dầu hào đồ này kia nè mình hòa lại với nhau. Vì mình xào đồ ăn, mình xào món ăn thì mình sẽ làm nước sốt thì mình xào đồ ăn nó ngon hơn là mình bỏ muối đường bột ngọt trực tiếp vào. Thì Ngọc sẽ có chuẩn bị cái nồi nước này, Ngọc cho muối vào cái nồi nước. Rồi Ngọc sẽ trụng cái miếng mực của mình đi ha. Mình trụng cái miếng mực với nước sôi như thế này. Như thì mình lúc mình xào á nó vừa nhanh mà vừa ngon nữa cả nhà. Mình trụng cho nó quéo lại như thế này là được rồi nghe cả nhà ơi. Thì bây giờ Ngọc sẽ vớt ra. Thì Ngọc sẽ cho dầu ăn vào chảo nè. Rồi cho gừng với tỏi vào, mình sẽ xào gừng với tỏi cho nó dậy cái mùi thơm lên. Rồi mình sẽ cho mực vào mình xào ha. Cả nhà mình ăn nhiều thì xào nhiều, còn Ngọc ăn ít thì Ngọc sẽ xào ít nha cả nhà. Rồi sẽ tăng cái gia vị lên ha. Một mặn ngọt gì đó thì tùy theo gia đình của mình ha cả nhà. Thì bây giờ được rồi nè, Ngọc sẽ cho ớt khô của mình vào, Ngọc xào cho nó dậy cái mùi ớt khô lên ha. Món ăn này thì cũng rất là ngon và hao cơm luôn, nó có vị hơi hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, hơi cay cay. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái chén nước sốt của mình vào, mình xào cho nó ngấm gia vị vào cái miếng mực của mình ha cả nhà. Đó, rất là ngon luôn. Trong cái lúc mà Ngọc nấu ăn á, Ngọc thấy là mình nêm trực tiếp vào á thì nó không có ngon bằng mình pha nước sốt nha cả nhà. Thì Ngọc thấy sao Ngọc chia sẻ y chang vậy cho cả nhà mình ha. Thì bây giờ nãy giờ thì mực của mình nó cũng đã ngấm với cái gia vị nước sốt rồi, Ngọc sẽ cho cái củ hành vào nè. Ngọc xào với lửa lớn nha. Đó, rất là ngon luôn, thơm lắm, dậy mùi thơm lắm luôn cả nhà ơi, rất là ngon. Thì bây giờ chín rồi Ngọc sẽ nêm lại coi nó vừa ăn chưa hết cả nhà. Thì Ngọc nêm lại thì Ngọc thấy nó rất là vừa ăn với cái nước sốt mình pha lúc nãy rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái hành lá của mình vào ha. Rồi mình xào với cái lửa lớn lên. Đó, mình xào lửa lớn lên rồi mình sẽ cho một muỗng rượu nấu ăn vào. Rồi mình sẽ xào cho nó hòa quyện lại với cái món ăn của mình. Xong rồi bắt đầu mình sẽ tắt bếp, mình sẽ cho ra dĩa nha cả nhà. Rất là thơm ngon luôn cả nhà ơi. Thì cả nhà ơi, món mực xào hắc xì dầu của Ngọc đến đây thì cũng đã xong rồi. Ngọc xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu ra để xem video của Ngọc. Nếu cả nhà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Ngọc cho Ngọc một đăng ký kênh và viết comment phía dưới cho Ngọc biết nhé. Ngọc xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thôi thì Ngọc xin khép lại video tại đây. Bye bye và hẹn gặp lại video tiếp theo.